Những con vịt này vốn là giống vịt hoang dã, có khả năng bay rất xa. Tuy nhiên tại đây, chúng đã hoàn toàn được thuần dưỡng. Đây là đàn vịt trời hơn một tháng tuổi của ông Lê Văn Điệp, tổ dân phố số 2, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Từ lúc còn nhỏ, ông Điệp thả chúng ra ngoài đồng ruộng như thế này để tận dụng nguồn thức ăn ngoài tự nhiên như ốc, cá, tôm. Khi vịt đạt độ tuổi từ 2 đến 3 tháng, bắt đầu bay được, ông mới đưa về nuôi trong lưới tại trang trại. Đặc tính của con vịt trời thì nói chung là nó phải có một cái nơi không gian là nó rộng, nó phải nuôi. Khi úm mình chỉ úm ở nhà thôi, còn khi thả mình phải thả được ngoài đồng thì nó tận dụng được cái nguồn thức ăn, nó sẽ rẻ đi. Tại trang trại vịt trời này, ông Điệp đang thả nuôi 1.000 vịt bố mẹ và 4.000 vịt thương phẩm. Để thuần hóa được đàn vịt trời, ông Điệp đã xây dựng khu trang trại bán hoang dã rộng hơn 2 hectare, có hệ thống hồ tắm, sân chơi, các khu vực chăn nuôi vịt bố mẹ, vịt nhỡ, vịt thương phẩm đều tách biệt nhau. Vịt trời không to như các giống vịt công nghiệp, sau 4 tháng nuôi, trọng lượng đạt khoảng 9 lạng đến 1,2 kg, có thể xuất chuồng. Thế nhưng cách chăn nuôi của ông Điệp lại đặc biệt hơn. Nếu những người nuôi vịt thông thường chú trọng đến cân nặng, khi vịt đạt trọng lượng thì xuất chuồng, ông Điệp lại ngược lại, kéo dài thời gian nuôi đến tháng thứ 6 và thay đổi khẩu phần ăn cho chúng. Chỉ cho ăn ngô với thóc, cách nuôi này giúp vịt gia đình ông ít mỡ, săn chắc và thịt thơm ngon hơn. Với thời gian mà thời điểm nó được thịt rồi thì mình chỉ cần cho ăn ngô đấy, thì mê lúa thôi, thì là nó sẽ, cái thịt nó sẽ ngon. Nó sẽ ngọt, đấy, nó có độ ngọt vì thời gian nó dài rồi. Nhưng mà cái tuổi của con vịt lúc đấy là nó sẽ ngon. Còn nếu mà nó non là không ngon. Đảm bảo môi trường sống thuận lợi, nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh, đó chỉ là một phần. Theo dõi thường xuyên, ghi chép nhật ký, đó là công việc thường ngày, nhằm kiểm tra, kiểm soát các điều kiện chăn nuôi cũng như tình hình dịch bệnh có thể xảy ra với đàn vịt, theo ông Điệp, cũng như các loại thủy cầm khác. Vịt trời rất hay mắc bệnh dịch tả và cúm. Đây là những bệnh chỉ tránh được khi tiêm phòng đúng quy trình. Căn cứ vào nhật ký này, lịch tiêm vaccine cũng như vệ sinh trang trại sẽ được thực hiện đúng và đầy đủ hơn. Khi nhỏ thì mình sẽ cho uống thuốc ốm. Xong rồi lúc tầm độ khoảng 18 ngày thì bắt đầu là mình tiêm vaccine dịch tả. Thế nên là hơn một tháng thì mình sẽ tiêm được H5. Đấy. Còn nếu mà nó có qua cái những bệnh mà nó như ở đồng nguồn nước nó bị làm sao, nó sẽ gây mẫn cảm cho nó, thì mình biết như vậy thì mình lại trộn một cái thức ăn ngô đấy, rồi nó sẽ bám vào ngô đấy, là nó tự ăn là nó sẽ xử lý được. Không chỉ chăn nuôi rất khoa học và bài bản, ông Điệp còn chú trọng khâu nhân giống hơn 1.000 con vịt nuôi đẻ, nuôi nhốt tại khu chuồng này. Chúng đều là những con vịt trời thuần chủng. Mỗi ngày đàn vịt đẻ này có thể cho từ 400 đến 500 quả trứng. Tất cả số trứng đó sẽ được cho vào lò ấp để tạo nguồn giống cho trang trại và cung cấp vịt giống cho các trại vịt trong vùng và các tỉnh lân cận. Có vịt bố mẹ rồi đẻ ra trứng, nên mình thuê người ta ấp. Thì mình khi ấp thì mình có khả năng mình chủ động được, mình tính toán cái thời gian để phù hợp để cho cái giai đoạn của mình nuôi kế tiếp. Thì là mình mang cái vịt đấy để mình nuôi. Chủ động nguồn giống, làm chủ được kỹ thuật chăn nuôi. Từ trang trại này, mỗi năm gia đình ông xuất bán 10 đến 15 vạn vịt giống và từ 1 vạn đến 1,2 vạn vịt thương phẩm. Trừ tất cả chi phí, công chăm sóc, gia đình ông thu về từ 600 đến 700 triệu đồng mỗi năm. Một tháng thì bán được khoảng 1.000 con. Ở nhà thì sẽ bán được khoảng 500 con. Thế còn thị trường người ta lấy buôn thì mình phải bán buôn cho người ta mang đi. Ví dụ như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, đại khái là những cái khách nhu cầu người ta có cái nguồn nó chuyên môn của mình rồi thì người ta sẽ mua của mình. Cái gì đảm bảo người ta cảm thấy tin tưởng thì sẽ đến mua của mình. Cách làm này, gia đình ông Điệp đã tạo ra những con giống, những đàn vịt trời thương phẩm có chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận. Giá cả luôn giữ ở mức ổn định,
Với những thành công bước đầu, ông Điệp đang xây dựng quy trình chăn nuôi cùng với mở rộng quy mô để thời gian tới có thể đưa sản phẩm vịt trời thương phẩm vào hệ thống các siêu thị.